Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận đấu tiếp theo bên phía đội bạn, đó là Heat Roman. Còn đây là Egypt đến từ game thủ Chip Boy. Màn hình máy game thủ Gunny là người cầm Kata. Heat Roman đẹp hơn hẳn so với Egypt và Katarian. Nhưng trận đấu này tôi vẫn đang có được hy vọng, khi mà game thủ Gunny anh đang có rất nhiều những cây gỗ 75 xung quanh nhà mình đặt móng BE rồi. Gunny đặt móng BE 2 móng rồi. Vâng, tôi tưởng anh chưa đặt thì tôi đang định nhắc. Vâng, Katarian. Bây giờ thì đã thấy hiêu, bây giờ thì đá hiêu về luôn. Giữa đen này có con voi nào không? Gunny đang dò rất kỹ. Vâng, từng một khoảng trống. Vâng, từng khoảng trống một anh cũng cần phải được hỏi thăm. Giờ thì thôi, đá hiêu về luôn đi. Con nông dân này còn ít máu. Tôi nghĩ là không nên dại dột để có thể đưa nó đi xa làm gì cả. Con voi đang vẫy tai. Vâng, đá bảy hiêu về với nhà chính nhà của mình. Một bảy hiêu 6 con. Không, 7 con. Game thủ Gunny đang có được một bài cũng khá lộc lá. Thêm con voi nữa lại vẫy tai. Và cạnh những con voi vẫy tai mà thêm những con voi nữa thì đây là một bài hiêu 7 và 4 voi. Thì ép đời cũng như Roman trận đấu trước thôi. Bài này gỗ đầu gần hơn, chính vì thế mà tôi nghĩ rằng ép đời cũng như Roman trận đấu trước thôi. Hơn thế nữa còn rơi vào tay ai cũng rơi đúng vào tay Hưng Nhổn. Đấy là trong trường hợp 4 voi thôi, trường hợp 2 voi thì tôi chưa dám nói. Như vậy là đã được 5 con hiêu. Còn 2 con nữa, nếu mà bướng quá thì đóng ép ăn cạnh bãi rừng luôn. Đã đủ gỗ đóng ép rồi anh ơi. Vâng, lùa 2 con hiêu lên với chiếc BS cũng được. Đỡ mất thời gian. Màn hình máy ở game thủ Chip Boy. 18/20. Chip Boy dường như vẫn đang chưa thấy được nhiều đồ ăn. Và chiếc S đầu tiên mà game thủ Chip Boy muốn thiết kế thì anh sẽ thiết kế ở đâu với một bài mà gỗ đầu xa như thế này. Có một con voi nữa. Có bảo cho Gunny không? Con voi này ngay sau chiếc BS nhà game thủ Gunny thôi. Vâng, đấy đấy. Ngay sau cái cánh rừng ấy thôi. Đấy đấy, đúng rồi, đang quấy tai đấy. Anh ăn thì anh phải chém hai nhà. Vâng, kích đời rồi, 709. Rất sớm sủa. Đây là màn hình máy Chip Boy. À, Chip đã thấy được thêm bãi quả thì chưa? Đây là màn hình máy game thủ Gunny. Anh đang câu được một con voi từ rất xa với nhà chính nhà của mình, thành công rồi. Còn một con voi chiếc BS nữa. Cũng phải câu nó về với nhà chính. Phải câu nó về với nhà chính. Tiết kiệm thời gian nông dân di chuyển ra đến chiếc BS này. Và chúng ta có thể thấy rằng lợi thế đối với các game thủ top 1 đó là việc nhiều tay. Các anh có nhiều tay thì các anh có thể ép đời chuẩn hơn những người ít tay. Điều dễ hiểu thôi. Những cái thao tác như vừa rồi mà nếu mà không câu voi về thì nông dân lại phải di chuyển một quãng đường rất xa, trèo đèo lội suối từ nhà chính lên với chiếc BS ăn gỗ để có thể ăn con voi đấy. Thì ép đời sẽ là muộn hơn rất nhiều. BL, BM bo bãi gỗ. Như vậy là một mình Gunny lên đời. Màu 3 là 23 dân, màu 3 chắc là người cầm Roman rồi. Gunny một bài cầm Katarian. Và lại một lần nữa, các khán giả lại tụt huyết áp với một bài cầm Roman 947. Rất khét. Màn hình máy của game thủ Chip Boy. Không biết là em tôi đã có thể thấy được cái gì ăn chưa. Bảy hiêu đây. Đây là màn hình máy game thủ Gunny. Như vậy là màu 826 dân, đó là Hitty của Hoàng Mai Nhi.
Quân bên phía đội bạn trận đấu này vẫn là Mark Bình. Và người cầm cũng là Mark luôn. Game thủ Gunny phải ra được ruộng. Trận thi đấu này buộc anh phải ra được ruộng để có thể vắt được 2 nhân L đều. Và có lẽ là trong những turn đầu tiên thì anh chỉ được 1 L thôi, không đóng 2 L được. Có đóng được thì cũng không thể sóc được. Và đã gặp bãi quả đến từ Hoàng Mai Nhi. Bãi quả còn đang còn rất nhiều, nhưng Hoàng Mai Nhi đã bỏ dở. Một bài đến hai bãi quả. Cái là Hoàng Mai Nhi không ăn bãi quả gần nhà vì nó không đặt được BG thôi. Úi giời, đến ba quả. Còn đôi voi nữa Hoàng Mai Nhi không ăn. Bài hít đi khỏe mắc bêu. Đúng là cuộc đời thật là lắm éo le. Nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều. Vâng, Chip Boy thì dặn mãi không ra cái gì cả. Toàn phải nhai hiêu mới lại voi thôi. Có con voi thì còn không được ăn. Và đúng thật là thật sự là khó. Nhà đội bạn thì giàu quá. Nhà đội bạn thì ăn toàn nhân sâm. Nhà mình thì nhai toàn dễ che. Vâng, rách mồm luôn. Màn hình máy cái thủ Chip Boy 26 thôi. Bây giờ thì vẫn chưa bị mất tham là tốt rồi. Roman không biết nó đang gõ ở đâu. Những con chém của Roman đang gõ như gõ mõ. Màn hình máy ở game thủ Gunny. Vâng, có đục vào một tơn ở trong này có hở được không? Hoàng Mai Nhi bo tôi thấy ít hở lắm. Vâng, đến 6 thằng nông dân nó ra nó sửa thì đúng là đến lạc đà của Katarian, đến lạc đà Pan cũng chịu. Phải chăng phải tạt cánh một tơn. Nhà Chip Boy vẫn chưa thấy bị động vào. À không, rất ít khi quýt chém. Khi nó chém thì đã bắt đầu đến 4 con chém nó lao vào. Vậy là rất tốt. Trận thi đấu này game thủ Cam Quýt cũng như là game thủ Gunny, có lẽ các anh cũng lại cần phải chơi loại Vịnh Xuân Chảy thôi. Cần phải sử dụng biện pháp, cần phải sử dụng thế võ Vịnh Xuân Chảy. Cái ruộng ở dưới hả kìa, Chip Boy kìa. Đấy. Rồi. Rất nhanh tay. Vậy đối với ai thì đối với các game thủ 96 ở Game TV thì cái đúng là thật là các anh toàn là các ông thần về. Vâng, bãi quả này mà không dò thấy. Đúng là đen. Nói chung là nó xa quá thôi. Game thủ Chip Boy đến gần đấy thì thấy được bãi hiêu rồi thì thôi, cũng chả dò thêm làm gì nữa. Nhiều khi đấy là một cái gì đấy thật sự là đen. Nếu như dò ra được bãi quả này thì chắc là còn khỏe hơn. Vậy những cái e rất tốt. Và anh vẫn đang chặn được những con chém của game thủ Cam Quýt. Một bài mà chúng ta có thể thấy rằng game thủ Chip Boy anh cầm cự và câu giờ rất tốt. Vâng, câu giờ thả diều là rất tốt để khiến cho đối phương phải mất rất nhiều thời gian mới có thể công phá nhà của anh. Bây giờ thì Gunny chắc anh vẫn còn tham. Anh vẫn đang ra được ruộng. Nhưng cái quan trọng là nhà Hitty chưa chết. Và nhà Roman mất hai thằng dân. Mất chỉ có hai thằng dân thôi. Màn hình máy ở game thủ Chip Boy đang có những pha với em mà khiến Hoàng Mai Nhi phải chóng mặt. Chúng ta có thể thấy rằng thật là mạo hiểm. Nếu như không có những đi quân, không có những tên đi quân chắc chắn. Nếu mà các game thủ đánh cung R mà có những pha mạo hiểm để có thể tìm xem nhà đối phương như nào, hay là móc máy nhà đối phương bằng kích cung R to, thì tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại là một thời điểm mà không còn ai làm những điều như vậy nữa rồi. Bởi vì các game thủ bây giờ các anh đã phải e tốt những kích cung R đi, nếu như mà không trau chuốt, không cẩn thận thì các anh có thể bị mất những cái cung R to bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa là sẽ bị bật ngược tham.
Nhưng trận đấu này người cầm cung đó là Hoàng Mai Nhi, một trong những người đánh cung có số ma. Và tỷ số là 2-2 rồi. Có lẽ rằng chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết ở trong C đấu thứ hai thì thôi.